Rồi, hello anh em, đây là đáy bốc gió Isuzu nha bạn nhé. Toàn bộ dòng xe Isuzu Aero 2 thì sẽ lắp cái đáy bốc gió này. Đây là hàng Trung Quốc anh em nhé. Đây, hôm qua thì em trai có đỗ ở nhà bị ăn trộm mất anh em ạ. Đây, anh em ơi. Đấy các bạn nhá, đây là đáy bốc gió này. Con này là sản xuất tại Trung Quốc anh em nhá, nhưng mà vẫn lắp được kit 100% luôn. Con này thì nó sẽ có cái tai anh em để ý giúp mình nhá. Đây, nó có cái tai, đây, nó có cái tai đấy, thấy gần chưa anh các? Và bình thường của nó sẽ là nó có cái tai mà chỗ này em, đây đúng không? Đây chỗ này nhỉ? À đây, hay là về quay quay cái này về đấy, về đấy, cái về đấy, quên anh quên. Đấy, nó có cái tai thì các bạn nhớ cho mình cái tai của nó. Đó các bạn thấy không? Đấy. Đúng rồi, đúng tai chưa? Đúng tai chưa? Đúng chưa? Đúng tay rồi nhé. Đấy, ok. Đấy, sau khi đúng tay thì các bạn chỉ việc cài phanh này vào đây cho mình nhé. Các bạn cài đây. Đấy, em đợi chút. Ái chà chà. Cái này là đáy tàu sản xuất ra thôi em ạ. Nói chung là lắp vào thì nó 90% luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, lắp vào thì nó cựa nó sẽ vào hết được anh em nhé. Vừa ra là lắp vào nó khó. Đấy, lắp vào như anh làm vừa cho em thôi. Chạy nhá. Đấy các bạn ạ. Đấy, sau khi lắp cho em trai xong thì như này đấy các bạn. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà nó sẽ hơi bị lo một chút anh em nhá. Nó sẽ bị hơi lo một chút, mình phải nói luôn, hơi bị lo một chút so với cái lắp zin của nó. Vì cái thằng tàu kia sản xuất ra thì nó sẽ làm nhựa lo nó một chút. Đấy, thì nói chung là lắp thì vẫn vừa nhưng mà nó sẽ hơi bị lo một chút. Các bạn phải cầm cái tay ấn mạnh cái phanh thì nó mới vào được các bạn ạ. Đó, cảm ơn em trai rất là nhiều nhá. Anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 2038. Anh em ơi, chỉ tầm khoảng hơn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ chuyển sang số nhà 110 các bạn nhé. Cách nhà mình là 4 nhà, có gì anh em qua ủng hộ mình. Xin phép anh em 1 tháng bán không lợi nhuận để xin vía anh em trên cả nước. Cảm ơn anh em trên cả nước rất là nhiều luôn.